chánh pháp. Gần đây con hay nghe Hòa Thượng Thích Tự Thích Tường Thông và Hòa Thượng Thích Thông Lạc giảng, con cũng hiểu nhiều về chánh pháp Đức Phật. Nhưng con xin sư cho con hỏi, có phải con phải thực hành thế nào mới đúng chánh pháp và đọc kinh gì ở nhà? Sư có một cái cảnh báo trước nhé. Thầy Hòa Thượng Từ Thông á, thì đúng là sau này thì Hòa Thượng có phát triển chánh tri kiến. Nhưng mà cái vấn đề của Hòa Thượng Từ Thông là gì? Là khi mà Hòa Thượng quay trở lại cái chánh tri kiến á, thì Hòa Thượng đã rất là già rồi. Và cái khả năng mà nghiên cứu đặc biệt á, là chú giải đó và Đại Tạng Pali thì có hạn chế. Thành ra là hơn nữa thì Hòa Thượng vẫn sẽ giữ cái thói quen cũ, khi mà thuyết pháp và nói pháp của Phật giáo phát triển. Đó là gì? Khi giảng pháp không, hoặc là hiếm khi trích dẫn kinh tạng, rất là hiếm khi trích dẫn kinh tạng. Quý vị nghe sư thuyết pháp, quý vị sẽ thấy là sư vẫn sư ít, nhưng mà sư vẫn còn trích dẫn kinh tạng. Nhiều vị sư năm tông khác, bất kỳ một vị pháp sư nào khi mà thuyết pháp đều phải trích dẫn kinh tạng, lấy đó làm gốc. Còn hòa thượng thì vẫn còn có thói quen cũ, thành ra là cũng hiếm khi lắm, hoặc có khi là trong một cái bài giảng cũng không có trích dẫn kinh tạng nào hết trơn. Thì cái đó phải xem lại. Và do thói quen cũ cho nên là hòa thượng cũng không có đá động gì tới chú giải. Thành ra là nên cẩn trọng, nên cẩn trọng. Rồi còn về cái vấn đề của thầy Thông Lạc á, thì sư cảnh báo trước là thầy Thông Lạc có rất nhiều những cái vấn đề nó đi ngược với chánh pháp nha, hiểu sai về chánh pháp. Ví dụ như là cách giảng giải về bát chánh đạo, cách giảng giải về thất giác chi, cách giảng giảng giải về 37 phẩm trợ bồ đề, nó sai với chánh pháp. Rồi những cái đề mục thực hành mà sư có nghiên cứu, sư có đọc, ví dụ như là tùy niệm Phật cũng sai chánh pháp. Nói chung á là sư không biết là vị thầy thầy Thông Lạc này có cái bài nào đúng chánh pháp hay không, bởi vì những cái khi mà sư nghiên cứu về vị thầy này đó, thì bài nào mà sư đọc về vị thầy này thì đều có vấn đề hết. Thành ra thì sư rất là lười. Cái lười của sư là gì? Sư đọc vào chánh tạng nó sướng hơn, hơn là đọc pháp của thầy Thông Lạc rồi lại phải gạn đục khơi trong, tức là cái sạn thì phải bỏ, cái nào sạn là bỏ qua, còn cái nào đúng chánh pháp thì giữ lại, thì nó mệt lắm. Trong khi đó đọc thẳng vào trong chánh tạng thì toàn chánh pháp không mà không có sạn. Thành ra nếu như mà quý vị có phát hiện được cái bài pháp nào của thầy Thông Lạc mà đúng chánh pháp thì quý vị cho sư biết, thì sư sẽ hoan hỷ ha. Còn đó, thành ra là quý vị phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận khi mà nghe nghe cái vị thầy này giảng. Nhưng mà khi mà quý vị nói như vậy đó, thì sư có một cái nhận xét, đó là hình như là quý vị thích nghe phản biện và thậm chí là thích bị chỉ trích, nói kiểu bình dân thích nghe chửi á, cái kiểu, tại vì cái kiểu nghe cái kiểu pháp của thầy Tự Thông và thầy Thông Lạc thì nó là cái kiểu tương tự như vậy. Nhưng mà hai vị thầy thì cũng có những cái ưu khuyết điểm. Sư đề nghị ha, sư đề nghị cái cô Kim Liên này đó, nếu như mà cô có thời gian thì cô nghe Sư Giác Nguyên ha, Sư Giác Nguyên. Cô tìm ở trên YouTube á, cô gõ Sư Giác Nguyên,
Vị sư này là một vị có chánh kiến, và khi giảng thì y cứ vào trong chánh tạng và chú giải, và là cũng có một đặc điểm là nghe chữ nó cũng đã tai lắm, nghe chữ cũng đã lỗ tai lắm, cái gì không đúng thì nói thẳng, và chửi thì chửi cũng nhiệt tình lắm, nhưng mà nhiều người họ lại thích nghe chửi. Thì sư hồi xưa thì cũng tại vì thích nghe chửi cho nên là sư mới học Đại Giác Nguyên đấy. Cho nên sư có một cái lời đề nghị quý vị nghe đi, nghe đi, khoan khoan hẳn sừng cồ, xắn tay áo, rồi mắt lông sòng sọc lên, rồi tìm số điện thoại của sư rồi khủng bố sư, thì khoan đã ha, cứ nghe Ngài Giác Nguyên đi, nghe nghe chừng chục bài, 20 bài đó, rồi quay lại muốn chửi sư sao đó chửi ha.